Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì là thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính thưa anh chị em, thông thường người ta có khuynh hướng lựa chọn những người hợp tính tình, cùng sở thích hay có chung mục đích lý tưởng để dễ dàng hợp tác hay sống chung, vân vân. Và Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay dạy rằng: Nếu ta làm như thế thì nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế, người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Là môn đệ của Chúa, bạo lực, oán thù chắc chắn không có chỗ trong tương quan giữa người với người. Nhưng hơn thế nữa là phải ước muốn những điều thiện hảo thật sự cho nhau bằng tình yêu mến đầy tràn sự hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết để những ước muốn thiện hảo được thành toại. Và vì là con cái của cha trên trời, người môn đệ phải chứng tỏ tư cách cao quý ấy bằng cách hành sự như Thiên Chúa hành sự, nghĩa là yêu thương không phân biệt hay kỳ thị, yêu thương vô điều kiện, không mong chờ đáp trả. Chính cha trên trời, đấng hoàn thiện, là tiêu chuẩn và là lý do của đòi hỏi người môn đệ sống yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta cũng cử hành tình yêu ấy, tình yêu mà chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta cử hành đối với những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Amen.